chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái thiết bị phụ trợ để giúp cho chúng ta có thể làm việc hiệu quả hơn với việc gọi là biên tập video này hay là làm thiết kế này cũng như là làm livestream Đó là một cái thiết bị đến từ cái thương hiệu Enganto được gọi là Stream Deck và ở trên tay mình đây đó là cái mẫu Stream Deck có kích thước là lớn nhất XL và nó được trang bị tất cả là tổng cộng 32 phím thì đây là một cái thiết bị phụ trợ để giúp cho chúng ta có thể gắn được những cái phím tắt hay là những cái nút bấm tắt để chúng ta chuyển đổi nhanh hơn trong quá trình chúng ta làm việc thì để có thể sử dụng được cái stream deck này thì các bạn sẽ phải lên trang chủ của Encanto và các bạn tìm đến đúng cái phiên bản mà các bạn sử dụng chúng ta sẽ có những cái phiên bản nhỏ hơn đấy thì ở đây mình có cái phiên bản stream deck XL thì các bạn sẽ download và tải cái bộ cài này về dành cho Windows và chúng ta cũng có hẳn một cái bộ cài dành cho điện thoại luôn để chúng ta có thể dùng nó thì sau khi các bạn tiến hành cài đặt xong thì các bạn sẽ có một cái giao diện làm việc như thế này thì đây là một cái giao diện làm việc mà mình đã tiến hành cái quá trình được gọi là gắn những cái phím bấm vào đây thì các bạn sẽ có thể gắn những cái phím này bằng cách nào thì các bạn thể gắn nó một cách rất là đơn giản bằng cách kéo và thả như ở đây chẳng hạn các bạn sẽ có những cái sẵn đây thì ở đây chẳng hạn mình muốn xóa cái này đi chẳng hạn thì mình chỉ việc click vào nó xong rồi mình uh, ấn vào cái nút ở đây là các bạn có thể tiến hành xóa nó một cách bình thường rất là đơn giản và nếu muốn chúng ta chỉ phải kéo và thả những cái phím bấm mặc định mà hãng đã tải sẵn cho chúng ta ở đây Để chúng ta có thể tiến hành cái quá trình gọi là thay đổi cũng như sử dụng những cái phím bấm này bằng cách kéo và thả Còn nếu như chúng ta muốn sử dụng những cái cụm phím bấm của những cái phần mềm khác thì sao Như giả dụ ở đây là với Adobe Premiere thì các bạn sẽ click lên khu vực phía trên này Đấy các bạn sẽ đến với một cái Store và ở đây chúng ta sẽ có rất là nhiều các cái Plugin này hay các Icon để chúng ta tiến hành có thể thay đổi. Như ở đây các bạn thể thấy nhá, hãng cung cấp cho chúng ta này Photoshop, Icon Pack này, uh, Premiere này, thì mình đã cài này, Davinci này, đấy, hay là rất là nhiều After Effects đủ các thể loại phần mềm cũng như các cái game cùng mà chúng ta thường dùng. Khi các bạn đã cài đặt xong thì các bạn sẽ có nó ở trong cái phần này. Như ở đây chẳng hạn mình sẽ xóa cái phím bấm này đi nhá, mình chọn xóa ở dưới này. Đây, mình sẽ chọn cái này làm cái Hotkey uh, dùng trên Premiere. Chẳng hạn đây mình search này, cái mục ở đây này là một cái được gọi là Hotkey như này các bạn kéo và thả nó vào đây đấy rồi các bạn sẽ có cái mục icon đúng không thay đổi icon các bạn ấn vào dấu cộng ở đây thì chúng ta sẽ có sẵn những cái bách của Premiere Pro mà mình đã có sẵn ở đây đấy như các bạn thấy đây mình có sẵn chẳng hạn thì ở đây mình muốn gắn cái nút Razor Tool này chẳng hạn thì mình chỉ cần click vào rồi mình tắt nó đi và ngoài này thì các bạn thể gắn cho nó cái hotkey hành động như cái phím này phím tắt là phím C và các bạn sẽ có một cái title tức là tên của cái phim đấy thì chúng ta bỏ đi chẳng hạn. Đấy như này, chúng ta sẽ có Razor tool đúng không? Thì bây giờ chẳng hạn chúng ta sẽ tiến hành mở Premiere lên. Như ở đây mình có sẵn chẳng hạn. Đây mình sẽ có. Như bây giờ mình muốn vào cái công cụ Razor tool chẳng hạn thì mình chỉ cần bấm ở trên đây thôi. Đấy là mình sẽ có công cụ Razor tool, bấm vào đây mình sẽ có cái selection tool. Đấy, các thứ đầy đủ, biểu tượng rất là đẹp luôn. À, và rất là sáng luôn của cái thiết bị Encanto này. Đây chẳng hạn mình muốn gọi là tăng giảm tốc độ chẳng hạn thì mình chỉ cần ấn vào đây. Đấy, là mình sẽ lên cái nút tăng giảm tốc độ hay là mình muốn cái việc gọi là mọi thứ uh, nó cắt cho nhanh đây chẳng hạn mình muốn cắt đoạn này mình ấn vào đây cái là nó sẽ cắt luôn muốn quay trở lại gì rất đơn giản ấn nút undo thì đấy các bạn có thể thấy là được là cái stream deck này nó sẽ giúp chúng ta add được rất là nhiều nút rất là nhiều thứ vào đây và các bạn có thể mở rộng giao diện của nó rất là nhiều bằng cách ở đây các bạn sẽ có phần mở rộng giao diện đây các bạn thể có hai hoặc ba các cái giao diện làm việc khác nhau tùy vào cái số phần mềm mà các bạn sử dụng hay số nút các bạn định dùng thì đây là một cái sự rất là tiện lợi khi các bạn có cái phần mềm này đặc biệt là trong cái công việc chúng ta phục vụ live stream thì nó sẽ rất là tiện lợi khi chuyển đổi giữa các cái cụm phím để chúng ta tiến hành ghi hình này à, chúng ta chuyển đổi cái màn hình live stream này hay là chúng ta à, tăng giảm âm lượng vân vân của máy tính chỉ bằng một nút bấm trong quá trình mà chúng ta đang stream thì như vậy là vừa rồi mình đã giới thiệu với các bạn một cái phụ kiện rất là hay đến từ thương hiệu Enganto để giúp cho chúng ta có thể tăng tốc quá trình làm việc cũng như là tiện lợi hơn trong việc gọi là tiến hành live stream. Thì các bạn thể chia sẻ cho mình những cái quan điểm, những cái đánh giá các bạn về phụ kiện này bằng cách comment ngay dưới video nhé. Và các bạn đừng quên nhấn like, nhấn subscribe, tận chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong video lần sau.